Gia đình Phan Đình Tùng diện áo dài truyền thống đi đón Trung Thu. Gia đình Phan Đình Tùng đã cùng diện áo dài truyền thống và thực hiện một bộ ảnh đáng nhớ vào dịp Tết Trung Thu năm 2016. Gia đình Phan Đình Tùng hạnh phúc bên nhau trong dịp Tết Trung Thu. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!